Chào các bạn, trong video này mình sẽ cùng các bạn mở hộp cũng như là đánh giá chi tiết một chiếc máy xay sinh tố để bàn đa năng đến từ một thương hiệu rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Đó chính là thương hiệu Sunhau. Tên mã của sản phẩm này là đây. Mình sẽ xoay ra đây để các bạn nhìn tên model của nó. Đây, SHD5323 nha các bạn nhé. Máy xay sinh tố đa năng Sunhau. Như thường lệ, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về cái thông số kỹ thuật cũng như là vỏ hộp bên ngoài của chiếc máy này nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là ở mặt phía trước này nó in đầy đủ hết tất cả gần như là những cái hình ảnh của sản phẩm này rồi. Đó. Và ấn tượng nhất ở đây có lẽ chính là bảo hành 12 tháng này và công suất của cái máy này là 220W. Ở mặt phía bên này ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy một số những cái tính năng chính của cái sản phẩm này. Ví dụ như là nó rất là đa chức năng, nó có thể xay thịt này, cá này, rau củ quả, hạt khô. Nó đi kèm với lại ba lưỡi dao khác nhau để dùng cho từng loại thực phẩm khác nhau. Đó, động cơ thì nó có khả năng tự nấc khi mà quá tải hoặc quá nhiệt. Ở đây nữa thì nó cối xay của nó được làm bằng nhựa PC này, có khả năng chịu lực và rất là bền. Một số cái thông số kỹ thuật chính ở đây để các bạn quan sát thấy ấy, đó chính là thứ nhất đấy là nó sử dụng nguồn điện 220V này. Công suất của nó là 220W, trọng lượng là 2,5 cân. Và kích thước của nó chính là khoảng độ 40 x 14 x với lại 25 cm. Rồi, các bạn lưu ý nhá, cái thương hiệu này là của Việt Nam nhưng mà nó được sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đây, người ta ghi rõ này, sản xuất tại Trung Quốc. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái sản phẩm này ra để xem bên trong có gì nhá. Ở trong này thì mình nghĩ là nó sẽ có khá là nhiều phụ kiện này. Đầu tiên là chúng ta có một cái phiếu bảo hành này, đó, bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành. Tiếp đến chúng ta có một quyển hướng dẫn sử dụng, dĩ nhiên là cái quyển này được bằng tiếng Việt rồi. Còn đây là có rất nhiều phụ kiện ở trong này nữa, đó các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ nhấc hết nó ra và giới thiệu từng phụ kiện một cho các bạn nhé. Đây là toàn bộ những cái phụ kiện ở bên trong mà mình đã nhấc hết ra và đặt nó lên bàn, cũng nhiều phết các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt. Đầu tiên là chúng ta hãy nói về cái cối xay sinh tố này trước đi. Cái cối xay sinh tố này ấy, để mình xem dung tích nào. 1250ml các bạn ạ, yeah. Tức là 1,2 lít. Đấy, cối xay này dung tích 1,2 lít. Và có một điểm đặc biệt là cái cối xay này nó có cái lưới lọc nhá các bạn nhá. Khi mà các bạn muốn xay sinh tố có lọc bã ấy, thì các bạn lắp cái lưới lọc này vào. Lưới lọc này thì vỏ của nó bằng nhựa, còn cái chỗ lọc này của nó bằng inox các bạn ạ. Trong trường hợp các bạn không muốn xay sinh tố có lưới lọc ấy, thì các bạn sẽ tháo lưới lọc ra và sử dụng nguyên cái cối như này. Đó, thì nó sẽ xay sinh tố như thông thường thôi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lưỡi dao. Đấy, như mình nói lúc trước là nó sẽ có ba lưỡi dao, thì đây chúng ta có một lưỡi dao bốn cạnh đây rồi. Đấy, lưỡi dao bốn cạnh được làm bằng thép không gỉ này. Phần dưới này thì được làm bằng nhựa cứng thông thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một cái cối xay thịt. Cái cối xay thịt này thì nó được làm bằng nhựa này. Nắp trên cũng được làm bằng nhựa. Đó, bằng nhựa. Lưỡi dao của nó thì loại hai lưỡi. Đấy, các bạn lưu ý nhá là cái cối này là cối chuyên dụng để xay thịt tôm cua cá, tại vì là xay cái này ấy, thì nó sẽ không bị quá nhỏ. Nếu mà bạn dùng cái lưỡi dao bốn cạnh kìa thì xay nó sẽ khá là nhỏ, còn loại này nó xay đến độ vừa phải thôi. Đó, hai lưỡi rất là sắc, thép không gỉ. Cái trục này mình cầm là bằng nhựa nhá. Ở đây là nó có cái trục chuyển động bằng thép này. Đó, các bạn nhìn thấy không, đây là thép, phía dưới này bằng nhựa như thông thường thôi. Dung tích của cái cối này thì mình không tìm thấy ở trên này, nhưng mà mình đoán là nó cũng tầm độ khoảng 0,5 lít gì đó. Tiếp đến ở đây thì chúng ta có một cái này là cái thanh đẩy các bạn ạ. Cái này thì các bạn dùng để đẩy cái thực phẩm vào khi mà các bạn muốn sử dụng cái cối xay sinh tố có lọc bã ấy. Đây này, khi mà lắp cái lưới này vào thì các bạn sẽ đẩy nó vào, đó như thế này. Đây là còn cái gì đây? Đây chúng ta sẽ có hai cái nắp. Hai cái nắp này thì mình không biết là lắp vào đâu nữa. À, có khả năng cao là hai cái nắp này chúng ta sẽ lắp đậy lên cái cối này chẳng hạn, cái cối nhỏ này. Đó. Rồi, bỏ qua đi. Mình nghĩ là hai cái nắp đây cũng hơi thừa. Đây. Đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta. Cối xay sinh tố, thân máy của nó. Ở trên này thì nó còn một cái cối xay nhỏ nữa. Đây, cái cối này là cái cối xay gia vị để xay thực phẩm khô này các bạn này. Đây này, nó có hai cái lưỡi thôi. Đây, đây là lưỡi dao thứ hai của nó nha các bạn nhá. Cái lưỡi này thì nó chỉ có hai lưỡi thôi.
không phải loại 3 lưỡi hay là 4 lưỡi. Đây, nó chỉ có 2 lưỡi thôi. Đó, cái lưỡi này thì sử dụng để xay gia vị, xay thực phẩm khô. Phần phía dưới cũng là bằng nhựa như thông thường thôi. Còn đây là cối xay nhỏ. Đấy. Cái cối này thì cũng là bằng nhựa nha. Còn dung tích thì mình không biết là dung tích là bao nhiêu, nhưng chắc là 0,2 lít gì đó. Còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta, cái thân máy. Một bộ phận rất quan trọng. Như các bạn có thể nhìn thấy là cái thân máy này nó có một cái thiết kế khá là đẹp mắt. Và cái vỏ của nó được làm bằng vỏ bằng nhựa các bạn nhé. Vỏ bằng nhựa. Cái cảm giác khi mình sờ cái vỏ này thì nó cũng không được chắc chắn lắm đâu. Nó vẫn có tiếng ọp ẹp. Đây mình bóp lại cho các bạn nghe này. Đó, nó vẫn có tiếng ọp ẹp. Còn ở đây là nút công tắc để điều khiển của nó. Cái nút công tắc này thì khi để ở đây là chế độ không, tức là nó không chạy. Các bạn vặn sang đây là chế độ nhồi. Đó, tức là động cơ nó sẽ quay rất là mạnh. Ở đây là chế độ 1, tốc độ cấp 1 này. Đó, để đây nó giữ im này. Cấp 2 này. Đó. Về đây là tắt. Còn cái chế độ nhồi này thì các bạn phải ấn vào đây và giữ. Còn nếu các bạn nhả ra thì nó sẽ tự bật thì không. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cái khu vực gá máy của nó. Đây nó có 1, 2, 3 cái chốt ở đây. Khi các bạn lắp vào thì đây các bạn để ý này. Đây này, cái cối xay của nó bao giờ nó có 3 cái G này. Đấy, 1 cái này, 2 cái này và 3 cái G. 3 cái G này nó phải được lắp vào đây và nó được. Đây, 3 cái G này nó phải được vào 3 cái G này của nó. Đó, và các bạn ấn xuống thì cái máy nó mới hoạt động được. Còn nếu mà các bạn chỉ lắp đơn thuần đặt lên trên này thì không được, bởi vì nó chưa ấn được cái công tắc. Ở đây nó có một cái công tắc nữa. Đây này, các bạn ấn vào đây này thì nó có một cái công tắc nữa. Đó, ấn xuống thì nó mới chạy được. Đây là cái trục dẫn động của nó thôi, được là bằng nhựa. Ở phía dưới này thì chúng ta có hệ thống quạt tản nhiệt cũng như là chân đế. Đây này, ở đây nó có cái chân đế bằng cao su, các bạn có thể nhìn gần vào đây. Đó, chân đế bằng cao su. Khi mà các bạn đặt cái này lên bàn thì cái này nó sẽ hút và dính chắc chắn vào bàn, để mà các bạn không phải giữ cái máy xay trong quá trình hoạt động. Các bạn có thể để ý ở trong này, đó, nó có cái quạt tản nhiệt ở đây. Ở phía mặt sau này thì nó cũng có một cái khe thoát gió để làm mát cho động cơ. Ở đây chúng ta có cái tem bảo hành nữa nha các bạn nhé. Dây điện của nó thì sử dụng lại dây hai rắc thông thường thôi, không có gì cả. Cái dây này chắc mình đoán dài tầm khoảng 1 mét các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử nghiệm cái khả năng xay đá của chiếc máy xay sinh tố đa năng SunHouse này, để xem là nó có thể xay được đá không nhá. Và nếu nó xay được thì cái chất lượng đá xay ra như thế nào. Do nó có rất nhiều phụ kiện mà muốn để xay đá được ấy, thì các bạn cần phải kết hợp đúng các phụ kiện với nhau. Cho nên là đầu tiên ấy, là các bạn phải chọn cái lưỡi dao. Các bạn không nên sử dụng lưỡi dao hai lưỡi nhá, mà các bạn chọn cái loại 4 lưỡi như này thì nó mới có thể xay được đá. Nếu các bạn chọn loại 2 lưỡi hoặc là sử dụng cái lưỡi dao xay thịt ấy, thì không thể xay được đá đâu. Thứ hai là chọn cối xay, thì các bạn lựa chọn cái cối xay nhỏ này cho mình. Nếu mà các bạn lựa chọn cái cối xay sinh tố to đùng kia ấy, thì sẽ rất khó có thể xay được đá, bởi vì đá nó sẽ bị bắn lên. Còn nếu mà các bạn xay nhiều thì sẽ rất lâu mới xong được. Còn nếu mà các bạn sử dụng cối xay thịt ấy, thì mình xin khẳng định các bạn là không thể xay được đá đâu nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xay thử nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 viên đá. Chúng ta sẽ chọn những cái viên đá có kích thước vừa phải như này nhé. Rồi, bây giờ sẽ đóng nắp vào để xay thử nào. Trong quá trình xay ấy, thì các bạn nên lưu ý một điều như này cho mình. Đó là các bạn nếu mà các bạn chỉ để ở một mức công tắc cố định là 1 hoặc 2 thì nó sẽ rất khó có thể xay được. Chính vì vậy là các bạn hãy thay đổi tốc độ giữa 0 và 1 như này, để cho viên đá nó có thể tiếp xúc được với cái lưỡi dao tốt hơn nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng cái chế độ nhồi này cũng được. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xay thử nhé. Mình nghĩ là mình đã cho vào đây hơi nhiều đá, cho nên là mình sẽ bỏ bớt ra một chút. Đó, cho ít vào cái nó xay tốt hơn hẳn. Rồi. Bấm mãi mà không thấy nó xay được hai cái viên vào đây các bạn ạ. Cho nên là chúng ta sẽ mở ra thử để xem kết quả nó như nào nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nó vẫn xay được các bạn ạ. Đây, đây là thành phẩm của nó này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó vẫn có thể xay được, chỉ có điều là
nó rất khó có thể xay được hết những cái viên đá ở trong này. Đây, như đây các bạn thấy nó còn sót hẳn một cục, hai cục to đùng đây, nó chỉ xay được những cái phần nào tiếp xúc được với lưỡi dao thôi. Và trên này nó cũng còn đọng lại một chút đá nhỏ ở đây nữa. Đó, nói chung nghĩa là nếu mà các bạn muốn sử dụng cái máy xay sinh tố sân hau này để xay đá thì vẫn có thể, tuy nhiên thì cái khả năng xay của nó thực sự là không được tốt cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử nghiệm kiểm tra cái khả năng xay sinh tố của cái máy xay sinh tố sân hau này. Mình sẽ sử dụng nguyên liệu đó chính là quả ổi. Mình chọn quả ổi đơn giản bởi vì nó là một loại quả khá là cứng, cho nên là các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn xem là cái khả năng xay sinh tố của cái máy xay này nó có mịn và nhuyễn không nhé. Mình cũng sẽ sử dụng thêm một cái hộp sữa chua nữa. Đấy. Khá là mịn nha các bạn ạ. Trông rất là mịn, nhìn cũng sóng sánh, có vẻ ngon ra phết đấy. Theo mình thì về khả năng xay sinh tố thì mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng với cái máy này. Không có gì để chê trách về khả năng xay sinh tố của cái máy này cả, đặc biệt là khi so sánh với mức giá của nó cũng như là những cái tính năng mà nó cung cấp.